với nhiều cách làm sáng tạo đổi mới trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị bằng những mô hình, chương trình phù hợp với thực tế. Năm 2023, công tác xây dựng tổ chức đảng của thành phố Vũng Tàu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là cơ sở để đảng bộ thành phố lãnh đạo chỉ đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024, hoàn thành các mục tiêu cho cả giai đoạn 2020-2025. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu có 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ cơ sở và 45 chi bộ cơ sở, với tổng số 13.637 đảng viên. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng, chính quyền Thành ủy Vũng Tàu xác định phải linh hoạt đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành nhằm thể hiện tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị bằng các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình điển hình gắn với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Qua đó, nhận được sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã rà soát toàn bộ tất cả các chỉ tiêu mà cần phải thực hiện trong năm 2023, tổ chức hội nghị quán triệt cái nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển nhiệm vụ năm 2023, cũng như triển khai các chương trình hành động, các nghị quyết của Thành ủy về việc tổ chức thực hiện năm 2023, và tất cả các tổ chức cơ sở đảng cũng như tất cả các tổ chức kinh tế, tất cả những phòng ban, đơn vị, cơ quan đều ký cam kết để tổ chức thực hiện điều này. Và giao trách nhiệm cho người đứng đầu, anh phải hoàn thành xuất sắc tất cả những vấn đề này bằng tất cả những cái chỉ tiêu mà anh đã cam kết. Năm 2023, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành các nghị quyết chỉ thị như nghị quyết số 15 về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, nghị quyết số 16 về xây dựng Vũng Tàu là thành phố an toàn giao thông, chỉ thị số 38 về tăng cường quản lý đô thị. Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2023, Đảng bộ thành phố kết nạp 263 trên 260 đảng viên, đạt 101,1% chỉ tiêu tỉnh ủy giao và thành lập 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh vừa đưa vào hoạt động công trình dân vận khéo, xóa bãi rác thành vườn hoa và điểm check-in Tết tại hẻm 442 đường 2 tháng 9. Đây là khu đất công có diện tích 3.000 m². Trước đây do chưa sử dụng nên nhiều người dân thiếu ý thức đã vứt rác, tạo thành một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Để xóa điểm đen rác thải này, Ủy ban nhân dân phường đã huy động lực lượng công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể phường, cán bộ và người dân các khu phố dọn vệ sinh, thu gom rác, san lấp mặt bằng. Sau đó tiến hành trồng các bồn hoa, cây cảnh xanh mát và làm các mô hình Tết như mái nhà xưa, gánh hoa, con thuyền, bếp củi nấu bánh chưng. Kinh phí thực hiện công trình khoảng 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ủy ban phường quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân đã xóa một cái điểm đen về rác và môi trường thành một cái khu vực bồn hoa, cây cảnh để cho người dân được tham quan, và là một cái điểm mới của phường về công tác chỉnh trang đô thị. Để đây là một công trình chào mừng thành phố Vũng Tàu tiếp tục đạt danh hiệu thành phố sạch ASEAN. Thực hiện nghị quyết số 15, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành chương trình hành động chỉnh trang đô thị từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025. Với mục tiêu lập lại trật tự đô thị, đường thông hè thoáng, giảm thiểu ngập nước, giảm thiểu vi phạm đất đai, xây dựng, góp phần làm cho thành phố Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp hơn. Các hoạt động chỉnh trang đô thị đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và liên tục tại các địa phương, khu dân cư. Chương trình hành động đã nhận được sự đồng thuận chung tay của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhiều mô hình sáng tạo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. Đến nay, 100% các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đều thực hiện mô hình ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy xanh sạch đẹp, mô hình tuyến đường tự quản. Một số địa phương triển khai hiệu quả mô hình biến bãi rác thành công viên, tuyến đường qua. Năm nay là năm chỉnh trang đô thị thì cũng có sự chỉ đạo của đảng ủy phường và bí thư chi bộ là về môi trường xanh sạch đẹp hàng tuần. Cho nên là hàng tuần là khu phố là ra quân là vệ sinh sáng chủ nhật hàng tuần, vệ sinh quét rác và cạo những cái bảng quảng cáo.
là người dân thì tôi luôn chấp hành như là cái vệ sinh môi trường và cái quy định đậu đỗ xe trên vỉa hè và bỏ rác đúng nơi quy định, luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ với gia đình mình và người xung quanh mình. Thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Vũng Tàu phát động phong trào nghiên cứu, học tập và làm theo tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố, mỗi cá nhân cần phải tự giác nhìn nhận cũng như là chỉ rõ những cái hạn chế còn tồn tại của cá nhân trong việc mà thực hiện những cái chức trách nhiệm vụ của mình, đồng thời thì phải đề ra được cái giải pháp cụ thể để khắc phục những cái hạn chế tồn tại đó nhằm mà nâng cao chất lượng công tác cũng như là chất lượng phục vụ người dân. Ngay sau khi được phát động, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, cá nhân mà có cách làm phù hợp cụ thể, đặc biệt là viên chức làm việc tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp phường xã. Mỗi cá nhân trên nguyên tắc học tập, nghiên cứu phải đi đôi với thực hành, biến việc học tập trở thành những việc làm cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng phục vụ nhân dân. Thì cái tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của bác thì rất là thực tế và đối với áp dụng đối với công việc hàng ngày của một cán bộ công chức phường. Và nhất là cái ngành mà hành chính của chúng ta thì đây là một cái ngành hành chính hướng tới phục vụ cho người dân. Thì cái kinh nghiệm của bác đã đưa ra thì em rất là tâm đắc là đối với cán bộ cần có những cái sáng kiến. Thì những cái sáng kiến để thực hiện tốt đối với công việc của mình cũng chính là phục vụ cho người dân. Thì thực hiện cái sửa đổi lối làm việc của bác, thì chúng tôi luôn tiếp thu các cái ý kiến đóng góp của người dân và cập nhật thêm các cái kiến thức mới, học tập và các cái chính sách mới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thưa ông, thì năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, và cũng là một năm rất là đặc biệt vì phải chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới 2025-2030. Thì với chủ đề kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo những giải pháp cũng như là những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông? Năm 2024 là một năm hết sức là đặc biệt. Đó là cái năm mà chúng ta là năm kế cuối để chuẩn bị cho cái việc kết thúc cái việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 7. Và chúng ta bắt đầu mở ra cho một cái giai đoạn phát triển mới 2025-2030. Vì vậy cho nên là chúng tôi tập trung cho 3 nhiệm vụ cơ bản nhất. Nhiệm vụ thứ nhất đó là tập trung và nâng cao và xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức đảng của thành phố vững mạnh. Vấn đề thứ hai nữa đó là phấn đấu hoàn thành toàn bộ tất cả các nhiệm vụ về kinh tế xã hội được tỉnh ủy, được ủy ban nhân tỉnh, được hội đồng nhân tỉnh, ủy ban nhân tỉnh giao. Vấn đề thứ ba đó là chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Vì vậy nên tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch cũng như chuẩn bị cái đội ngũ và thực hiện tất cả các yêu cầu liên quan tới cái việc những cái nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch của tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, và phấn đấu là sẽ tạo một cái nền tảng tốt nhất và tạo điều kiện cơ bản nhất để mà chúng ta bước vào năm 2025. Thưa ông, thì trong số các nhiệm vụ ông vừa nêu thì công tác tổ chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu được chú trọng như thế nào thưa ông? Thì vai trò người đứng đầu là chúng tôi hết sức là quan tâm điều này. Mục tiêu cơ bản và lớn nhất đó là chúng ta phải xác định được cái nhiệm vụ mà người ta phải thực hiện. Và cái thứ hai nữa đó là phải tìm chọn cũng như là quy hoạch tất cả những nhân tố mới và đặc biệt là tạo động lực cho cái đội ngũ này có điều kiện để phát triển cũng như hoàn thiện chính bản thân mình trong quá trình
thực hiện. Đối với nội dung tăng cường công tác dân vận và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận, các đoàn thể các cấp cũng là nội dung quan trọng nhằm tạo được cái sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông có thể cho biết là các giải pháp được triển khai trọng tâm trong năm mới là gì không ạ? Thì phải nói mặt trận các đoàn thể thì cái vai trò của họ hết sức là quan trọng. Thì không bỏ quên một điều đó là nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ chức này. Phải thay đổi mình và phải đổi mới mình để mà làm cho công tác mình hấp dẫn hơn và thu hút được nhiều mọi người để thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Và trong năm 2024 này, chúng tôi sẽ cố gắng phát động một cái phong trào, đó là phong trào đảng viên đi trước và làng nước theo sau, để mà thể hiện cái vai trò lãnh đạo của Đảng ngay dưới cơ sở. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này.